GoStream, nền tảng giúp các bạn tối ưu hóa livestream của mình. Phát livestream ở nhiều nơi như là Facebook, YouTube, Lazada, Shopee, Tiki, tất cả cùng một lúc. Sử dụng những video được dựng sẵn để phát như một livestream. Điều này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được tối đa về thời gian và công sức. Còn chần chờ gì mà không tìm hiểu những tính năng của công cụ tuyệt vời này nhé. Bước đầu tiên để sử dụng nền tảng GoStream là đăng ký tài khoản. Bạn vào tên miền gostream.co. Tại thanh điều hướng ở trên cùng, các bạn chọn đăng ký miễn phí và tất nhiên điền các thông tin theo hướng dẫn. Sau khi đăng ký thành công, chúng ta sẽ đăng nhập. Đây là giao diện sau khi đăng nhập của GoStream. Các bạn lưu ý, trước khi chúng ta phát livestream, bạn cần phải liên kết tài khoản GoStream với tài khoản mạng xã hội mà bạn muốn phát, ví dụ như là Facebook hoặc là YouTube. Sau khi đăng nhập và liên kết tài khoản thành công, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng livestream bằng nền tảng GoStream bạn nhé. Bước 1. Tại thanh công cụ bên trái, mục livestream tự động, bạn có thể chọn từ video đã quay sẵn, đối với những video có thể lấy link từ Facebook và YouTube. Bạn có thể tải video lên để upload những video mới chưa từng xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào. Đây là giao diện sau khi bạn đã tải một video lên nền tảng của GoStream. Sau khi tải xong, bạn sẽ copy link tại cột code như hướng dẫn. Đây chính là link video của bạn. Bước 2. Vào mục từ video đã quay sẵn, bạn dán link video ở bước 1 hoặc link từ Facebook hoặc YouTube vào ô thêm video và chọn nhấn Enter. Sau khi video lát xong, bạn có thể thay đổi tiêu đề hoặc sử dụng lại tiêu đề cũ. Sau đó, tích chọn đồng ý và nhấn tiếp tục. Bước 3. Cấu hình video livestream với các tùy chọn như sau. Lặp lại, cho phép tạo vòng lặp video trên livestream của bạn tùy thích. Độ phân giải 480, 720, 1080p tùy thuộc vào gói cước bạn đang sử dụng. Chèn chữ, chèn ảnh bao gồm hình ảnh sản phẩm, logo hoặc tên thương hiệu vào livestream. Sau khi đã hoàn tất cấu hình, hãy nhấn tiếp tục nhé. Bước 4. Chọn nơi đăng. Thời điểm đăng, bạn có thể đăng ngay, hẹn giờ đăng hoặc đăng định kỳ để có thể điều chỉnh giờ phát livestream chi tiết đến từng giây. Thêm nơi đăng, bạn có thể lựa chọn những nơi phát livestream mà bạn mong muốn như là Facebook, YouTube, Tiki, Lazada hoặc là Shopee. Bạn thậm chí có thể phát livestream cùng lúc với tất cả những kênh này với những thao tác vô cùng đơn giản. Còn cách làm như thế nào? Các bạn hãy tìm video hướng dẫn phát livestream cùng lúc. Khi đăng và phát livestream bằng GoStream, các bạn đã đăng đồng thời lên YouTube, Facebook, các trang mạng xã hội khác, thậm chí là các trang thương mại điện tử. Sau khi chọn video và cấu hình livestream, bấm vào thêm nơi đăng. Chọn tài khoản Facebook và YouTube đã liên kết. Chọn nơi đăng. Đặt tiêu đề và mô tả. Sau khi hoàn thành, các bạn hãy bấm thêm. Tiếp tục bấm thêm nơi đăng nếu muốn phát đồng thời ở một nơi đăng khác. Sau khi đã chọn hết những nơi đăng mong muốn, chúng ta hãy bắt đầu livestream. Vậy là với những bước đơn giản thôi là bạn có thể livestream cùng lúc ở trên nhiều fanpage, group Facebook và cả YouTube rồi.
Ngoài ra, nếu các bạn chưa biết cách đăng livestream từ GoStream lên các trang như Shopee, Tiki, Lazada, các bạn hãy tìm ở trên YouTube của GoStream video hướng dẫn chi tiết nhé. Bạn cần có một tài khoản của Tiki, Shopee hoặc Lazada và bắt đầu cấu hình để có thể livestream bằng tài khoản này. Trong bảng chọn, thêm nơi đăng. Chọn sàn thương mại điện tử mà bạn muốn phát livestream bao gồm có Tiki, Shopee, Lazada. Mình lấy ví dụ là sàn thương mại điện tử Tiki. Khi nhấn vào sẽ yêu cầu một đường link dẫn như thế này đây. Đầu tiên, bạn cần phải đăng nhập vào Tiki và tạo livestream. Sau đó, thiết lập các nội dung livestream theo ý muốn của mình. Màn hình sẽ hiển thị hai đường link bao gồm URL và key, tức là khóa luồng. Copy và paste lần lượt URL và key vào bảng chọn của GoStream. Nhấn nút thêm. Sau đó, bạn có thể like nhiều sàn thương mại điện tử cùng lúc bằng cách thêm nơi đăng. Cuối cùng, chọn tiếp tục. Để thanh trạng thái chuyển từ đang xử lý sang đang phát. Sau đó, quay trở lại giao diện của Tiki, Shopee hoặc Lazada. Bạn cho bắt đầu phát livestream. Vậy là livestream của bạn đã được phát trên trang bán hàng của mình rồi đấy. Sau khi đã hoàn tất chọn video phát và tiêu đề, cũng như cấu hình phù hợp, đến bước nơi đăng. Tại mục thời điểm đăng, chọn hẹn giờ. Khi này sẽ hiện ra một tab để bạn sẽ điều chỉnh thời gian đăng theo ý muốn. Hãy nhập vào và chọn nơi phát livestream. Sau đó, nhấn tiếp tục. Như vậy, livestream của bạn đã được định giờ phát sóng rồi đấy. Với tính năng này thì từ bây giờ bạn không cần phải chờ đợi hay là lo lắng sẽ bỏ lỡ bất kỳ khung giờ livestream nào nữa. Đăng nhập vào GoStream và chọn mục trò chơi trên livestream. Sẽ có rất nhiều trò chơi thú vị để bạn tương tác với khách hàng của mình. Sau đây, hãy tổ chức thử trò chơi nhìn hình đoán chữ nhé. Bước 1. Sau khi click vào sẽ hiện ra giao diện giới thiệu và tạo livestream. Bạn ấn tiếp tục. Bước 2. Chọn mẫu. Phần tiêu đề sẽ là nội dung buổi livestream chơi game của bạn. Ở phần giới thiệu, bạn có thể tạo ra mẫu mới hoặc sử dụng những mẫu game đã tạo trước đây. Sau khi tạo tên tiêu đề hoàn tất, bạn tích vào đồng ý và nhấn tiếp tục. Bước 3. Cấu hình. Đây là giao diện tạo game của bạn. Bạn có thể thêm nhạc nền từ YouTube để tăng thêm sự thú vị cho trò chơi. Lưu ý, để tránh những vấn đề về bản quyền, bạn nên sử dụng từ khóa nhạc không bản quyền hoặc No Copyright Music để tìm kiếm những bài hát ở trên YouTube. Tiếp đến là phần tùy chọn câu hỏi. Bạn có thể thiết kế các hình ảnh, câu hỏi và gợi ý cho khách hàng theo ý muốn. Hoặc sử dụng những mẫu có sẵn của GoStream bằng cách chọn từ thư viện. Tại đây, sẽ có nhiều câu hỏi và đáp án. Bạn chỉ việc chọn câu hỏi yêu thích. Hoặc có thể xóa chúng đi. Sau khi hoàn thành các câu hỏi, bạn chọn lưu mẫu nếu muốn sử dụng mẫu câu hỏi này cho lần livestream tiếp theo. Bước 4. Tại thiết lập nơi đăng, bạn có thể phát livestream trên Facebook, YouTube, Tiki, Shopee hay Lazada với những tùy chỉnh về thời gian như đã hướng dẫn ở các video trước. Lúc này, bạn đã thanh trạng thái chuyển từ đang xử lý sang đang phát. Thì livestream mini game của bạn đã hoàn tất rồi. Quá đơn giản đúng không nào? Một tính năng nữa rất là thú vị giúp các bạn có thể nhanh chóng tương tác với khách hàng của mình trên livestream ở fanpage, đó chính là tự động trả lời comment.
Nhưng mà trước hết các bạn cần phải đăng nhập vào GoStream đã có sẵn liên kết với Facebook nha. Bước đầu tiên, trước khi thiết lập tin nhắn trả lời tự động, bạn cần phải phát livestream của mình lên các trang fanpage Facebook và copy link livestream. Lưu ý, tính năng này chỉ hoạt động được đối với các trang fanpage Facebook thôi nhé. Bước 2, chọn tab Công cụ Marketing và tìm đến mục Tự động trả lời comment. Bastlink đã lưu vào mục link livestream, sau đó nhấn nút thêm để thiết lập danh sách trả lời tự động. Trong giao diện thiết lập trả lời tự động, nhập các từ khóa mà bạn muốn hệ thống nhận diện và trả lời tự động. Ví dụ, giá tiền, mua hàng, bao nhiêu. Sau đó thiết lập câu trả lời tương ứng. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh vào phần trả lời tự động để thêm phần sinh động và thú vị. Cuối cùng, bấm lưu để thiết lập. Tương tự như thế, bạn có thể tạo hàng loạt tin nhắn trả lời tự động với thao tác cực kỳ dễ dàng. Tại mục lọc comment với nội dung xấu, bạn có thể tùy chọn không lọc, lọc tự động, lọc theo từ khóa của tôi để lọc nghe những bình luận bạn không muốn xuất hiện trong buổi livestream của mình. Tại mục ẩn comment số điện thoại, bạn nên tích vào để giúp bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bạn nhé. Sau khi thiết lập xong, bạn bấm lưu là đã hoàn tất rồi. Quá đơn giản đúng không nào? Sau khi mà kết thúc livestream, bạn có thể sử dụng tính năng đó chính là trích xuất bình luận để có thể quản lý tất cả những bình luận có trong livestream một cách dễ dàng. Thao tác thì vô cùng đơn giản. Truy cập vào trang chủ GoStream, tìm đến tab Công cụ Marketing, tiếp đến trích xuất bình luận. Chọn tài khoản mà bạn đã liên kết vào nơi đăng livestream, copy link livestream đó vào đây và bấm xuất bình luận. Hệ thống sẽ xuất ra một file Excel với tất cả các bình luận có trong buổi livestream đó, phục vụ cho mục đích chốt đơn hàng. Truy cập vào trang chủ của GoStream, tìm đến tab Công cụ Marketing, tăng người xem livestream. Tại đây sẽ mở ra giao diện số lượng mắt ảo và mạng mong muốn và thời gian hiển thị số mắt ảo trong lần livestream tiếp theo. Sau khi hoàn tất chọn số lượng mắt và thời gian mua, click thêm và tiến hành thanh toán. Số mắt ảo này sẽ tăng dần chứ không tăng đột ngột, cho nên thì livestream của bạn trông vẫn rất là tự nhiên, bạn không cần phải lo lắng về điều này nhé. Một tính năng độc đáo của GoStream đó chính là khi các bạn phát livestream từ một video có sẵn, bạn cũng có thể thay đổi một video khác ngay trong quá trình livestream đang diễn ra. Vào livestream của tôi, chọn mục đang phát, bấm vào Action và chọn đổi video. Sau đó, tiến hành theo các hướng dẫn trên màn hình. Vậy là đã đổi lên thành công rồi đó. Với GoStream, bạn có thể sử dụng nhiều video có sẵn để phát nối tiếp thành một livestream. Khi cấu hình livestream từ video có sẵn, bạn chèn link video thứ nhất và nhấn Enter. Sau đó, tiếp tục chèn link video thứ hai. Lần lượt đến thứ ba, thứ tư, vân vân. Và tiếp tục cấu hình phát là được. Loại video này có thể phát cùng lúc trên nhiều nền tảng Facebook, YouTube, Shopee, Tiki hoặc là Lazada. GoStream không chỉ là công cụ đắc lực trong việc livestream mà còn là nơi kiếm tiền một cách hiệu quả, bởi vì chúng tôi luôn trân trọng sự ủng hộ cũng như là yêu thương của các bạn. Các bạn hãy vào trang web GoStream, đăng nhập, sau đó tìm đến tab kiếm tiền ở thanh công cụ bên trái. Ở đây sẽ có 3 mục Affiliate, mã quà tặng, đại lý. Affiliate là hình thức cộng tác nhận hoa hồng đến từ GoStream. Bạn sẽ nhận được một link Affiliate,
Sau đó, hãy chia sẻ link này đến bạn bè hoặc khách hàng của các bạn và hướng dẫn họ đăng ký. Sau khi khách hàng đăng ký thành công và mua gói cước lần đầu tiên bằng link affiliate của bạn, họ sẽ được giảm giá 10% và bạn sẽ nhận được hoa hồng lên đến 20%. Hãy liên hệ ngay với GoStream nếu bạn có bất kỳ điều gì thắc mắc nhé. Mã quà tặng. Với mã quà tặng, các bạn có thể mua với số lượng lớn để nhận được chiết khấu cao, sau đó bán lại cho các học viên hoặc những người không thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng. Số lượng mã quà tặng mua càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng càng lớn. Đại lý. Trở thành đại lý của GoStream, đi nạp tiền và nâng cấp gói cước giúp người khác. Mức nạp hàng tháng càng nhiều thì chiết khấu và hoa hồng các bạn được nhận sẽ càng lớn. Còn chần chờ gì nữa mà không hợp tác với GoStream và nhanh chóng làm giàu nào? Nếu các bạn có bất kỳ điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với GoStream thông qua fanpage Facebook để nhận được tư vấn tận tình nhé. Để có thể sử dụng tối đa các tính năng cũng như là tối ưu hóa livestream của các bạn, hãy nâng cấp gói cước với mức giá ưu đãi đến từ GoStream và nhận lại được những tiện ích cao cấp hơn nhé. Vào website của GoStream, đăng nhập và tìm đến tab gói cước tại thanh điều hướng bên trái. Tại đây sẽ có 4 gói cước cơ bản với mức giá và các tính năng mở rộng khác nhau. Bạn có thể tham khảo và lựa chọn mức giá phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Nếu gói cước cơ bản mà GoStream đề ra vẫn chưa phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn tự cấu hình gói cước ở phía dưới. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh các thông số kỹ thuật theo ý muốn. Hệ thống sẽ tự đề xuất ra giá tiền tương ứng. Sau khi đã vừa ý, bạn chọn mua ngay và tiến hành thanh toán. Vậy là bạn đã hoàn thành trong việc nâng cấp gói cước tài khoản GoStream của bạn rồi đó. Với mã giảm giá, GoStream thường xuyên tung ra những mã này thông qua email hoặc là Facebook. Cho nên là các bạn nhớ bấm theo dõi để đừng bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi hấp dẫn nào nhé. Vậy là bạn đã sở hữu trọn bộ bí quyết bán hàng livestream chỉ với một công cụ duy nhất. Hãy liên hệ ngay với GoStream nếu như các bạn có thêm bất kỳ điều gì thắc mắc, cũng như là gặp phải khó khăn trong quá trình thanh toán các gói cước. Đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn.